Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Bà con quê mình này, đấy, đang bắt đầu tấp lập đi cấy các bạn này. Đó, đang nhổ mạ đi cấy này. Đấy, các bạn thấy chưa? Bà con đang tấp lập mạ đi cấy này. Đó, và hôm nay đây cánh đồng ruộng này rất nhiều ốc này các bạn này. Ốc bươu vàng các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ bắt ốc bươu vàng về làm món coi như ốc bươu xào xả ớt các bạn nha. Đây các bạn này, rất nhiều ốc bà con ạ. Các bạn thấy chưa? Đây, ốc con là nó đây. Đây, bầu rất nhiều. Và buổi sáng các bạn này, sản phẩm mình này là một giỏ ốc rồi các bạn này, và mình sẽ là mang về mình ngâm nha. Lưu ý ốc là phải ngâm nha, ngâm nước trong vòng lửa buổi nha, lửa buổi sáng. Đấy, để cho nó nhả hết các cái bẩn ở trong miệng ốc ra nha các bạn nha. Rất nhiều đấy. Các bạn nhìn rổ ốc của mình ngon không ạ? Rất ngon. Toàn ốc to rồi các bạn. Đó. Ba, hôm nay không đi cấy hả ba? Thôi, cấy điểu nhỉ. Ốc bươu vàng. Đấy, đây các bạn này, đấy, ốc con này, ao làng mình còn có đấy các bạn này. To ngon rồi các bạn này. Vậy là trưa nay mình nhẹ, gia đình mình nhẹ có món ốc ngon này rồi các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến kênh của Quyền Nguyễn Văn Vlog mình nha. Cuộc sống miền quê các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái món ăn độc đáo của quê mình, đó là món ốc xào thập cẩm. Đấy, đây mời các bạn cùng xem nhé. Đây mời các bạn cùng xem này. Đấy, nguyên liệu chúng ta gồm có này, ốc này, đó, ốc này, măng này. Đó. Và lá lốt này, tía tô này, đó, xả này. Đấy, và ớt này, và thịt ba chỉ này các bạn này. Đó, thịt ba chỉ này rất ngon này các bạn này. Đấy, đây là ba cái que để mẻ ốc các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào chỗ ốc và luộc các bạn nha. Này. Đấy. Luộc ốc các bạn ạ, kinh nghiệm luộc ốc ấy thì mọi người là nên nhớ là để tránh cho ốc nó đỡ có mùi tanh ấy thì các bạn cho xả. Đấy, thay lá chanh. Nếu như ta có lá chanh thì ta không cần cho xả. Đấy, cho củ xả vào.
để dưới các bạn này. Đó, mình sẽ giải dưới này. Đó. Mình sẽ giải củ xả dưới đấy các bạn này. Đấy, giải củ xả dưới này. Đó. Sau ta cho ốc vào. Ngon lắm các bạn, các bạn cứ thử làm xem, rất ngon. À, mình ở quê mình đã từng ăn món này rất nhiều, bà con hay ăn lắm. Đây là ốc ốc đồng nha, ốc biêu này là ốc bắt được ở đồng đấy. Đó. Ốc thạch thì các bạn ăn thích lắm. Bắt đầu mình cho nước các bạn nha. Đây. Mình để xa để các bạn xem dễ nha. Đó. Mình bắt đầu cho nước này. Các bạn nên nhớ là cho nước ta cũng cho vừa vừa nước thôi nha, cho ít nước ở dưới thôi. Chỉ 1/3 nước thôi. Đấy. Ốc nó sẽ chín bằng hơi ấy. Đấy, thì ăn ốc nó sẽ ngọt và ngon các bạn ạ. Sau khi chờ đợi ta sẽ làm công tác chuẩn bị sẵn cái món này trước rồi các bạn này. Đó. Ta sẽ bắt đầu tập trung vào nhặt những cái món đi kèm theo những món ăn của món ốc sọc phẩm các bạn nhé. Đó, mình sẽ tiến hành vào từng cái. Cho tí tô vào ăn mùi thơm lắm các bạn. Đây tí tô các bạn này. Đây, mình để gần để các bạn cùng xem nhé. Tí này đang thái tí tô xong thì thái cả lá lốt. Nên nhớ là thái càng mỏng ăn càng bùi các bạn nhé, càng mỏng ăn càng bùi càng ngon.
Đấy, trong khi đang chờ ốc sôi để ta mẻ ra thì ta cứ làm những công tác chuẩn bị sẵn hết các bạn ạ. Sau này khi ốc chín ta mẻ ra ta làm nó sẽ nhanh, rất nhanh thôi, thời gian làm này chỉ trong vòng độ 1 tiếng hồ là có món ăn ngon đấy các bạn. Sao món này thì lá lốt, tí tô với lại mấy thứ này có thể cho lẫn vào được các bạn. Rất đơn giản lắm phải không các bạn? Rất đơn giản các bạn ạ. Đấy, món ăn rất đơn giản. Đấy, như vậy là mình đã hoàn thành xong một việc phụ rồi này các bạn này. Đó. Đây các bạn, mời các bạn xem này. Đấy. Như vậy mình đã chế biến xong hết rồi các bạn này. Đó. Đấy. Xong hết rồi các bạn này. Xong hết rồi. Đây, măng đây. Ớt đây. Đấy, tía tô và lá lốt này. Đây thì ba chỉ đây. Xong rồi. Đấy, vậy bây giờ ta chờ ốc sôi đấy các bạn này. Đó, bây giờ ta chỉ chờ ốc sôi thôi. Ốc sôi chín là ta mẻ ra. Đấy. Các bạn nên nhớ là ốc sôi mẻ ra cái miệng con ốc ấy thì các bạn phải bỏ cái hạt nhân nó đi nhá, ăn nó không tốt đâu. Rồi, ta làm thật kỹ vào, kỹ vào. Đấy. Bây giờ ta thôi chờ ốc sôi các bạn nhá, chưa sôi để các bạn. Đó.
ta có thể chờ thêm một chút nữa để cho ốc nó sôi ra dễ mẻ này. Đấy, như vậy ốc của chúng ta luộc đã chín rồi các bạn này. Đó, chín rồi này. Đó, và bây giờ mình làm công tác đổ ra các bạn nha. Đổ ra chuẩn bị mẻ các bạn nha. Ta sẽ tiến hành đổ. Các bạn này, đây là ốc này. Đấy, như vậy ta chỉ cần đây các bạn này, đó, ốc này ta chỉ cần luộc cho nó há hết cái vảy ở cái miệng con ốc ra là được các bạn này. Đó, thơm lắm, mới luộc xong nó có mùi thơm các bạn ạ, rất ngon, thơm và ngon ạ. Ta bắt đầu tiến hành bỏ khoảng ra. Đây, các bạn nhìn thơm này, đó. Rất chỉ là ngon các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, ốc nó chỉ há miệng ra được như này thôi. Đấy, bây giờ ta tiến hành ra mẻ các bạn nha. Đây này các bạn này, đấy, ta bỏ cái này đi này. Đấy. Ngon lắm các bạn ạ, các bạn không tin các bạn cứ làm thử xem các bạn sẽ biết, rất ngon. Rất chi là ngon. Thank you.
Các bạn nên nhớ là trong con ốc này nó có cái hạt đen đen nên phải bỏ ra các bạn nha. Bỏ ra ăn cho nó sạch sẽ, nó ngon. Sau khi thái xong ốc này ta sẽ cho vào bóp muối và cho nó thơm. Bạn làm thì món ăn của mình ngon đấy, món thập cẩm xào này, các bạn ủng hộ mình nha. Đây này, đấy nó còn sót đây này các bạn này, đó các bạn thì sót bên nhân này này, ta phải bóc ra ăn cho nó sạch ngon. Lưu ý là phải nhặt sạch những cái bọt đen ở trong đó nha bạn nha. Ăn ngon lắm các bạn, ăn ngon như thịt lạc ấy, nhai khẩu 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 giòn lắm, ăn này giòn lắm.
vậy là mình sẽ tham quan này. Và ta sẽ tiến hành bóp cái mùi trắng các bạn. Đấy, trong khi chờ đợi các bạn ạ, à. Trong khi đợi ta bắt đầu tiến hành vào đấy này, ta vào bật bếp lên các bạn nha. Bật bếp lên nha các bạn nha. Đó, bật bếp này. Ta cho vào đảo ít thịt trước các bạn nha. Đấy, như vậy thì ta chỉ như là chính cơ bản vừa chín tới các bạn nhé.
thì người ta bảo chỉ vừa con đi tới thôi, xong rồi con thảo nó bước tiếp theo ta bắt đầu quay vào xào ốc các bạn nha. Đây món ốc của chúng ta này các bạn này, đó rất ngon. Trước khi xào các bạn nhớ cho nhiều nhiều dầu rán một tí các bạn nha, ăn nó sẽ thơm. Sau khi dầu rán sổ cân tăn thì ta cho ốc vào xào các bạn nha. Đấy, các bạn thấy thơm chưa, mùi rất thơm đó. Đấy, khi xào ta có thể ta cho vào thêm một tí hạt lêm các bạn nha, cho thêm chút hạt lêm, cho thêm chút hạt lêm vào để cho nó ngấm vào trong thân con ốc đi, ăn cho nó ngon. Cho một lửa muỗng nữa các bạn. Đấy, sau khi ốc xe chín rồi ta sẽ xong xả ớt này các bạn này. Đó, ớt này các bạn nên nhớ là chỉ cho lửa vừa vừa đấy nhá, không nên cho to quá các bạn ạ. Đây các bạn nhìn ngon này, đó rất ngon các bạn này. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy ngon chưa? Đấy, món thập cẩm này quê mình là món bí truyền đấy, ăn thích lắm đấy mọi người à. Ai thấy ngon thấy hay thì ủng hộ mình nhá. Ngon chưa? Các bạn nhìn ngon chưa? Đó. Rất ngon các bạn ạ. Đấy, sau khi xe xe chín rồi ta bắt đầu cho món tía tô với lại lá lốt các bạn nha, cho vào ớt chung này. Thơm lắm các bạn ạ, thơm quê là thơm rồi đấy. Đấy, và tiếp đến ta sẽ cho măng các bạn nha. Thập cẩm đấy, thập cẩm là có quả măng đấy các bạn ạ. Đó. Thank you.
Thế ta cho thịt vào đó là ba chỉ là và tiếp theo ta sẽ cho thêm một chút hạt lê vào các bạn ạ, để cho nó ngấm vào cái thịt ba chỉ tiếp theo ấy. Đó. Ngon lắm, thơm lắm các bạn, cũng rồi thơm với thơm đấy. Đây các bạn nhìn ngon mà. Rất ngon này, đó, ngon như này, rất chi là ngon này, đó. Đó, như vậy nó chín rồi các bạn ạ. Thơm lắm, thơm ngon lắm. Mình sẽ múc ra đây các bạn nhé. Đấy, như vậy là chúng ta đã chế biến xong món ốc xào thập cẩm các bạn ạ. Rất ngon và tuyệt vời các bạn này. Đấy. Các bạn thấy ngon chưa? Đấy. Các bạn thấy ngon thì hãy ủng hộ mình nhé. Hãy subscribe và đăng ký bình luận của mình nha các bạn nha. Ngon chưa này? Đấy, ốc xào thập cẩm ở quê Bắc Ninh mình đấy. Ngon lắm mọi người ạ. Vâng, mời mọi người ăn nhá. Mời mọi người thưởng thức nhé. Video của mình cách nấu cái món ốc xào thập cẩm bây giờ đã hoàn thành. Và xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, ăn nhiều món ăn lạ, ngon miệng. Vâng, xin chào.